Mến chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình lại chia sẻ cho các bạn một bản dân vũ rất hay và ý nghĩa, dựa trên nền nhạc của bài hát bài ca Đại Đoàn Kết. Và bài này thì gồm có 3 tổ hợp, mỗi tổ hợp 4 câu nhạc 8, và chúng ta chỉ thực hiện ở một hướng. Và không để các bạn chờ lâu, giờ mình bắt đầu vào bài. Trước khi vào phần hướng dẫn, mình sẽ đi trước một lượt, rồi sau đó mình sẽ quay lại hướng dẫn chi tiết. Năm, sáu, bảy, bắt đầu tổ hợp một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tổ hợp hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cứ như vậy chúng ta thực hiện cho đến khi nào hết nhạc thì thôi nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên chúng ta đến với phần nhạc dạo. Phần nhạc dạo chúng ta có hai động tác. Động tác đầu tiên chúng ta thực hiện bước chào cờ. Rồi chúng ta bắt đầu dậm chân phải. Chân phải đến là 1, chân trái là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với động tác thứ hai. Động tác thứ hai thì chúng ta đưa gót chân phải lên phía trước. Chúng ta thực hiện bước hành quân nha các bạn. Chúng ta đến là 1. Khi chúng ta đưa chân phải lên phía trước thì tay phải chúng ta đưa ra phía sau, tay trái chúng ta đập ngang, chúng ta để trước ngực là nhịp 1. Rồi nhịp 2 thì chúng ta thu chân về. Tiếp theo đến nhịp 3 chúng ta đổi, đưa chân trái lên trên kết hợp với tay trái chúng ta đưa phía sau, tay phải chúng ta đập ngang, chúng ta để trước ngực. Chúng ta đếm là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hết phần nhạc dạo. Bây giờ mình xâu chuỗi lại cả hai động tác của phần nhạc dạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết thúc phần nhạc dạo. Bây giờ mình quay lại mặt trước để thực hiện phần nhạc dạo cho các bạn quan sát phần tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết thúc phần nhạc dạo, bây giờ chúng ta bước vào phần chính trong bài. Rồi chúng ta đến với tổ hợp 1.
Câu 8 đầu tiên chúng ta thực hiện, chúng ta bước sang ngang, chân phải bước sang đến là 1, thu chân trái là 2, tiếp theo chân phải là 3 và thu chân trái là 4. Rồi, tiếp theo chúng ta lại thực hiện là chúng ta đi bước trở về bằng chân trái. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đó là phần chân kết hợp với tay. Tay thì chúng ta, một tay trái chúng ta chống bên hông, còn tay phải thì khi chúng ta bước chân phải thì tay chúng ta đưa thẳng trên cao. Rồi khi chúng ta thu chân trái thì chúng ta hạ tay xuống. Rồi tiếp theo chúng ta bước chân phải, chúng ta lại đưa tay lên trên cao, thu chân trái lại hạ tay xuống. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái thì lại kết hợp với tay trái. Chân trái bước thì đưa tay trái lên cao, thu chân phải thì chúng ta hạ tay xuống. Rồi tiếp tục đưa lên cao, rồi lại hạ xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp, kết hợp tay và chân. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, kết hợp tay trái. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp theo chúng ta đến với câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 chúng ta có bước rích rắc, bắt đầu bằng chân phải. Chân phải chúng ta bước xéo, chúng ta bước xéo và về phía trước, chúng ta bước xéo về bên phải nhé các bạn. Chúng ta đếm là 1, thu chân trái là 2, tiếp theo chúng ta lại bước chân trái là 3, thu chân phải là 4. Rồi tiếp theo chúng ta 4 bước, chúng ta lùi trở về bằng chân phải. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện với chân phải thì tay phải chúng ta đưa từ ở bên trái, chúng ta đưa sang bên phải, rồi chúng ta đưa lên trên cao, cao khỏi đầu. Chúng ta đếm là 1, thu chân trái là 2, tay vẫn giữ nguyên. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta lại kết hợp với tay trái. 3, 4. Rồi lúc này hai tay chúng ta đang chạm nhau ở trên cao. Rồi 4 nhịp tiếp theo chúng ta lùi trở về bằng chân phải, thì hai tay chúng ta từ từ hạ xuống theo cái chân nhé các bạn. Rồi chúng ta cứ bước, vừa bước chúng ta vừa hạ xuống. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại câu 8 thứ 2 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp theo chúng ta đến với câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 chúng ta lại làm lại câu 1 nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 4. Câu 8 thứ 4 thì chúng ta đưa chân phải, chúng ta đá sang ngang, rồi chúng ta thu về. Rồi chúng ta lại đá sang, chúng ta lại thu về. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta đá sang rồi thu về, đá sang rồi thu về. Rồi về phần tay thì hai tay chúng ta đặt lên vai như này thôi các bạn. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta thực hiện với chân trái. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi vậy là hết tổ hợp 1. Bây giờ mình sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là kết thúc tổ hợp 1. Bây giờ chúng ta bước vào tổ hợp số 2. Rồi, câu 8 đầu tiên của tổ hợp số 2. Chúng ta bước chân phải lên phía trước, chúng ta đếm là 1. Rồi chúng ta dậm lại chân trái là 2. Tiếp theo chúng ta lùi chân phải ra phía sau là 3. Và dậm lại chân trái là 4. 4 nhịp tiếp theo chúng ta thực hiện giống vậy. 5, 6, 7, 8. Giờ mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết đầu với tay. Khi chúng ta bước chân phải lên phía trước thì hai tay chúng ta đưa lên trên cao. Chúng ta tạo hình chữ V nhé các bạn. Rồi là nhịp 1. Nhịp 2 chúng ta giữ nguyên. Rồi nhịp thứ 3 thì chúng ta đưa hai tay sang ngang. Là nhịp thứ 3. Nhịp thứ 4 chúng ta giữ nguyên. Rồi nhịp thứ 5 thì chúng ta lại đưa hai tay lên trên cao. Là 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 chúng ta có bước mở tiến. Rồi chúng ta thực hiện chân phải. Chúng ta bước xéo sang bên trái. Chúng ta đến là 1. Dậm lại chân trái là 2. Rồi chúng ta thực hiện bước cha cha ngang 3 và 4. Tiếp theo chúng ta lại thực hiện với chân trái. Chúng ta bước xéo về bên phải 5, 6, 7 và 8. Rồi chúng ta thực hiện lại. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết hợp với tay. Rồi khi chúng ta thực hiện, chúng ta dùng chân phải bước xéo sang bên trái thì tay trái chúng ta chống hông, còn tay phải thì chúng ta dựng cổ tay lên như vậy nhé các bạn. Chúng ta đưa từ ở bên trái rồi chúng ta đưa sang bên phải. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái thì chúng ta lại kết hợp với tay phải chúng ta chống hông, còn tay trái thì chúng ta đưa từ ở bên phải, chúng ta đưa sang bên trái. Chúng ta lưu ý là chúng ta dựng cổ tay lên như này nhé các bạn. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp kết hợp tay với chân. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 và 4 thì chúng ta lại thực hiện lại câu 1 và 2 nhé các bạn. Mình đếm nhanh luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2,
3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Vậy là hết tổ hợp thứ hai. Mình thực hiện lại, mình sâu chuỗi tổ hợp thứ hai lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc tổ hợp số 2, bây giờ chúng ta bước vào tổ hợp số 3. Rồi câu 8 đầu tiên của tổ số 3 thì chúng ta thực hiện với chân phải. Chân phải chúng ta bước xéo về bên phải nhé các bạn. Rồi chúng ta đếm là 1, chân trái là 2, chân phải là 3 và chúng ta gõ mũi chân trái là nhịp thứ 4. Rồi tiếp theo chúng ta lùi trở về bằng chân trái. 5, 6, 7, chúng ta lại gõ mũi chân phải là 8. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện câu 8 thứ 2 với chân phải về phía bên trái. Và chúng ta đến 1, 2, 3, chúng ta lại gõ mũi chân trái và nhịp thứ 4. Rồi tiếp theo chúng ta lùi trở về bằng chân trái. 5, 6, 7, gõ mũi chân phải là 8. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện về bên trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đó là phần chân. Bây giờ kết hợp với tay. Khi chúng ta thực hiện, chúng ta đi về phía bên phải thì tay phải chúng ta ở trên cao, còn tay trái ở dưới thấp. Rồi chúng ta từ từ đưa từ dưới lên trên. 1, 2, 3, 4. Rồi nhịp thứ 5 thì chúng ta đưa tay từ từ hạ xuống nào. 5, 6, 7, 8. Rồi khi chúng ta thực hiện, chúng ta đi về phía bên trái thì tay trái chúng ta lại để trên cao, còn tay phải chúng ta ở dưới thấp nhé các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi nhịp thứ 5 chúng ta lùi trở về, chúng ta lại từ từ hạ tay xuống. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tư thế này chúng ta đến với câu 3 và 4. Rồi chúng ta có bước tráng kép nhé các bạn. Rồi chúng ta bước chân phải lên phía trước. Rồi chúng ta đá chân trái. Sau đó chúng ta lại thực hiện chân trái bước lên và chúng ta đá chân phải. Rồi 4 nhịp tiếp theo chúng ta lùi về bằng chân phải. 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta lại thực hiện một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đó là phần chân. Bây giờ kết hợp với tay.
Khi chúng ta thực hiện, chúng ta bước chân phải lên phía trước, rồi chúng ta đá chân trái sang ngang thì tay trái chúng ta đưa sang ngang theo cái chân. Rồi khi chúng ta thực hiện, chúng ta bước chân trái lên phía trước, chúng ta đá chân phải sang bên ngang thì kết hợp với tay phải chúng ta cũng đưa theo ra cái chân. Rồi khi chúng ta lùi trở về thì hai tay chúng ta đưa vào trong lòng, rồi chúng ta đưa lên trên cao, rồi từ từ chúng ta hạ tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp kết hợp tay với chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi vậy là hết tổ hợp số 3. Bây giờ mình sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hết bài rồi các bạn. Bây giờ mình quay lại cùng hướng với các bạn để sâu chuỗi toàn bộ 3 tổ hợp cho thành một bài hoàn chỉnh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tổ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là hết bài rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tóm tắt trình tự của bài. Chúng ta sẽ đi thứ tự như sau. Đầu tiên, chúng ta thực hiện phần nhạc dạo gồm hai động tác. Kết thúc phần nhạc dạo thì chúng ta bước vào phần chính trong bài. Chúng ta lần lượt chúng ta đi tổ hợp 1, tổ hợp 2, tổ hợp 3. Kết thúc tổ thứ 3 thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta thực hiện thêm một lần nữa. Chúng ta đi tổ hợp 1, tổ hợp 2, tổ hợp 3 một lần nữa. Sau đó chúng ta bước vào phần nhạc dạo giữa bài. Về phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta thực hiện phần nhạc dạo mở bài nhé các bạn. Kết thúc phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta đi tổ hợp 1, tổ hợp 2,
tổ hợp 3 một lượt nữa. Đến lượt thứ hai thì chúng ta chỉ thực hiện là tổ hợp mà số 2 và số 3, chứ chúng ta không quay lại tổ hợp 1 nữa nha các bạn. Và chúng ta thực hiện như vậy là hết bài. Và bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình chúc các bạn học bài này thành công và có những bước nhảy thật đẹp. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.